đây. Đi chơi không? À, đây là cái chống nắng là tốt nhất. Để đây, vô. Oh. Vô, hết lên. Tan tan tan. Đây. Dạ, để em đảo camera lại cho quý bà cô chú. Anh chị các bạn. Đây, hai cha con đi chơi đó. Trời ơi, cách chống nắng nào của bà cô chú nó có 102 cách chống nắng cho trẻ em. Đó, đây nè. Đốt ông bà cô chú anh chị các bạn. Anh YouTuber sửa đang ở đâu? Vậy mà chịu đó quý bà cô chú anh chị các bạn. Cách chống nắng cho con đó. Khi nắng à. Rồi à. Đó, ở đây nè. Có hai. Đâu có hai YouTube đâu. Gớm vậy. Nè. Nè, YouTube rồi, đúng rồi. Rồi sao? Ừ. Đi đâu? Vui mấy bạn mặt con chú. À, hình mũi. Giúp đồ đẹp trai. Mi gió. Mi gió bụng đói. Ô, bye bye. Bye bye mặt con chú. Ủng hộ ba cô. Năm chục sáu. Bye bye. Nhắc mà luôn. Mình tắt ra làm gì vậy? Dạ. 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 Có đi chơi gì không? Hả? Ăn cái gì hả? Về. Về. Về nhanh đi. Về con. À, rồi. Đâu? À. À, thấy không quý bà cô chú chị bạn đó, cách chống nắng hữu hiệu luôn. Quý bà cô chú anh chị bạn mà quán liền được về là ok luôn á. Đây. Em vô luôn. Chống nắng à. YouTube chống nắng nè. Dạ đó, có đi thì phải có về ha. Vô luôn. Vô. Vô vô vô. Ôi. Ôi xuống nè. Con nè. Hỉnh mũi.